Một bánh xèo. Một bánh xèo tại ký, mua một một bột. Xong rồi đập hai cái trứng vịt vào. Đây là thịt heo luộc hồi trưa ăn cơm. Còn cắt ra đổ bánh xèo. Còn ít măng. Thịt bò. Còn mấy cái ăn chơi. Mời bò mày làm được mấy chục cái? Không biết nữa, làm được 4 cái rồi. Chắc là nhiều cái ta. Làm xong rồi báo. Mày đổ theo phong cách nào nhìn lạ. Không có theo phong cách nào. Đó là bằng thịt gà, bằng thịt vịt gì đó nữa đó. Nhưng mà ở đây không có măng, không có giá, không có đồ xăm gì. Mẹ đi siêu thị mua họ, mua giá, mua hẹ, mua hầm không có. Mày ăn với mắm đều không? Tùy. Mày có làm nước mắm rồi. Bây giờ để tới cái thứ 5 nè. Bánh xèo tự chế, bánh xèo tự chế theo phong cách Tây Ninh. Ai vậy nha?
Bán hả? Đem đi bán tiếp. Nhiều cái? Không biết, 20-30 nghìn cái. A few minutes later. Ăn kiểu gì vậy con? Dồn vô chén ăn hết luôn vậy hả? Dồn vô chén ăn, ăn hay kiểu miền Tây. Bắp mặn như biên. Đáng lẽ ăn là phải ngập chứ. Ngọt. Hay sao? Bánh nó thơm như giòn. Ăn miệng nữa. Ngon rồi đó. Hồi xưa rau nhiều á là rau cuốn bánh xèo thôi, không ăn bánh tráng đâu. Nay rau có giới hạn cho nên bánh xèo nhiều, ít rau loại. Nước mắm à? Ngon đi. Ngon quá trời luôn. Làm miếng rượu không? Miếng trái cây. Cho miếng này review là phải ngon mới nấu nữa chứ. Dở là sao nó không nấu. Một cái bịch bột này nấu được bao nhiêu cái bánh xèo? Cái này là rượu nho rừng, trái cây của dì Bảy nè. Dì Bảy gỡ xuống cho. Hay được 4 cái hả? Mỗi cái mỗi người cái ăn đủ no rồi ha. Có 10 cái. Ngon. Ngon. Sô la. Ngon dừa dừa là ngon, ngon thiệt ngon. Rớt nước chấm luôn mà. Ở rất ngon. Điểm tuyệt đối luôn. Cái này là còn cái bột cuối cùng. Nhưng mà cái bánh này thì không có nhân nha. Mà nó giòn. Dừa nó giòn siêu tập lộn. Vậy cứ mà không đụng cái thùng rác. Sao? Chấm với cái nước mắm nêm nè. Thì nó sẽ đậm đà, mặn nó đậm. À, nếu mà ăn đậm ăn cái này cũng là quý vị đúng không? Mấy cuốn à? Ba cuốn.
mấy cuốn nữa không nào? Chắc cũng 4-5 cuốn.